Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Xuân Thắng đã cùng dự buổi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao hỗ trợ 2.000 suất quà Tết với tổng trị giá 1 tỷ đồng để góp phần cùng thành phố chăm lo Tết cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thay mặt lãnh đạo thành phố đà nẵng bí thư thành ủy nguyễn văn quảng trân trọng cảm ơn tình cảm và những món quà thiết thực của cán bộ nhân viên ngân hàng thương mại của phần đầu tư và phát triển việt nam gửi đến nhân dân thành phố trong dịp tết nguyên đáng ghi nhận những đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển chung của thành phố thời gian qua bí thư thành ủy nguyễn văn quảng tin tưởng ngân hàng bidv sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới và tiếp tục đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước nói chung và đà nẵng nói riêng để vượt qua khó khăn thách thức tạo nên những thành tựu phát triển mới